Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dương Văn Phương. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món tempura tổng hợp. Sau đây thì xin giới thiệu cho các bạn về nguyên liệu. Có tiền lá tía tô này, có củ cải, có cà rốt, có khoai lang, cà tím, nấm hương. Tiếp theo là có một chút nấm kim châm và nguyên liệu không thể thiếu là lá tôm tươi. Thành phần rất quan trọng không thể thiếu được trong để làm nên món tempura đó là bột tempura, một loại bột đặc trưng của chỉ có người Nhật Bản mới có. Sau đây chúng ta bắt đầu thực hiện món tempura. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị dầu ăn. Trước tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị một ngọn nấm kim châm này. Với củ khoai lang như này chúng ta sẽ thái khoảng 0,5 cái độ dày của nó. Chúng ta đã sơ chế rau củ quả xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ sơ chế tôm. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành khía con tôm. Chúng ta lật phần bụng con tôm lên và chúng ta sẽ khía chéo khoảng tầm 4 đường ở với phần bụng. Như vậy là chúng ta đã được một đĩa thành phẩm để chiên món tempura. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lăn một qua một lớp bột áo, bột tempura. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành pha bột tempura. Chúng ta sẽ tiến hành ngoáy bột. Bột không ngoáy đều trước. Trước tiên là chúng ta sẽ dầm bột để hòa đều với nước. Như vậy chúng ta đã hòa bột xong. Như vậy là chúng ta đã bột đã sánh mượt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhúng từng cái nguyên liệu vào trong cái bột này và chúng ta sẽ thả vào trong dầu tempura chiên. Sau khi nhúng thả xuống bột thì chúng ta sẽ vẩy thêm ít bột lên để cho nó bám những cái cánh bột nó sẽ đẹp hơn. Khi chúng ta nhìn thấy bột bám thành vào nguyên liệu ngả sang màu vàng rơm thì chúng ta sẽ vớt ra. Như vậy là chúng ta đã chiên tempura xong. Tiếp theo chúng ta tiến hành làm sốt. 50g cá bào cho vào 100 lít nước và chúng ta đun sôi. Khi nước đã sôi trở lại, chúng ta tắt bếp và chúng ta chuyển sang lọc. Chúng ta sẽ cố gắng lấy hết cái phần nước dùng ngon nhất của từ cá bào. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành làm sốt. Đây là nước dashi thì chúng ta sẽ đong 5 phần nước dashi. 1 phần rượu sake, 1 phần rượu ngọt và 1 phần xì dầu đặc. Chúng ta ngoáy đều, đun sôi đã là được. Như vậy nước sốt của chúng ta đã hoàn thiện. Như vậy là chúng ta đã chế biến xong món tôm tempura tổng hợp. Hy vọng là với hướng dẫn này của tôi thì các bạn sẽ chế biến món ăn này thành công. Fitdi, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.